đạo diễn gia đình mình vui bất thình lình tất cả nhân vật đều sẽ tìm thấy hạnh phúc gia đình mình vui bất thình lình đang là tâm điểm chú ý bởi liên tục xuất hiện những phân đoạn bi kịch đau buồn trên những diễn đàn phim khán giả cho rằng bộ phim việt đang thao túng tâm lý người xem dưới danh nghĩa là một bộ phim tâm lý phản ánh hiện thực xã hội trong trạng đầu của phim thành công chiếm được cảm tình của khán giả với nhiều tình tiết vui nhộn hài hước và đúng chất giải trí thế nhưng càng về sau phim lại càng nhồi nhét nhiều tình tiết bi kịch với gia đình bà cúc do diễn viên Lan Hương thủ vai, cặp đôi út danh Thanh Sơn, Trâm Anh Khả Ngân thủ vai vẫn đang trong tình trạng ly thân, chờ ly hôn sau những hiểu lầm thì cặp đôi Công và Phương cũng quyết định đường ai nấy đi sau khi Phương bị sảy thai. Cũng vì bi kịch này, trên các diễn đàn phim liên tiếp xảy ra những tranh cãi của khán giả. Nhiều người cho rằng đó là những mâu thuẫn hoàn toàn có thể xảy ra trong đời sống và việc đạo diễn biên kịch đưa lên phim là hết sức bình thường. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến phản đối những tình tiết này và không tiếc lời chỉ trích đạo diễn và biên kịch. Trước những tranh cãi của khán giả về việc tình tiết phim, chia sẻ với truyền thông, đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh khẳng định bộ phim xoay quanh đề tài gia đình, mỗi cặp đôi trong phim đều phải vượt qua những biến cố riêng, cách họ vượt qua biến cố đầy bất ngờ nhưng cũng đáng yêu thực tế và truyền cảm hứng cho khán giả. Như cặp đôi Công và Phương, hai vợ chồng họ đang phải trải qua nhiều biến cố lớn nhất cuộc đời, nhưng qua đó họ sẽ gắn bó trở nên đáng yêu hơn khi mà biết cách vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất. Đạo diễn cũng khẳng định sau quãng thời gian nhiều bi kịch, các nhân vật sớm tìm được hạnh phúc đạo diễn cho biết bản thân trân trọng những gì phản hồi mà khán giả đã mang lại và khẳng định tình tiết cuối phim sẽ hấp dẫn và đáng xem biến cố cũng là bài học cho nhân vật đồng thời truyền tải thông điệp đến khán giả khi gặp khó khăn thứ chúng ta cần là thời gian và khoảng cách để nhìn nhận lại cùng nhau vượt qua đạo diễn lê đỗ ngọc linh nhấn mạnh